Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 khai mạc phiên trọng thể với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới sáng tạo, phát triển. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ban Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ, lãnh đạo một số cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Về dự đại hội còn có 1.052 đại biểu đại diện cho các tầng lớp, các giai cấp, các nhân dân, dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp, thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt đoàn chủ tịch đại hội cho biết, trên cơ sở thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhằm đánh giá khách quan toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 gắn với 5 chương trình hành động. Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới cho công tác mặt trận trong nhiệm kỳ tới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển đất nước. 1.052 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp tham dự đại hội đã thêm một lần nữa khẳng định mặt trận đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các vị đại biểu dự đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, tập trung trí tuệ để cao trách nhiệm trước nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, cùng nhau bàn bạc thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, hiến kế nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, khả thi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra.